Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên EdX học và làm bài tập như thế nào. Và mình là Tiến Thành, sinh viên khóa 2 của Đại học EdX. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với môn Automation Marketing và cùng nhau thực hiện một cái chức năng đó là sử dụng macro để mở Chrome vào ChatGPT hỏi nó một câu hỏi. Sau đó là copy cái câu trả lời vào một file TXT. Thì ở đây mình đã có cái code của cái macro này. Thì bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn thử nhé. Các bạn thử xem. Đầu tiên thì nó sẽ tìm đến vị trí của cái Chrome, sau đó nó sẽ mở nó lên và vào ChatGPT, sau đó nó sẽ mở cái file txt chứa câu hỏi lên và copy cái dòng chứa câu hỏi dán vào đây. Đó, và Enter. Rồi, sau đó thì sẽ copy cái câu trả lời và dán một file txt đây. Đó. Stop tờ nghĩa là nó đã chạy xong và cái file file txt nó sẽ là như thế này. Đó, mình đã copy cái câu trả lời nó như thế này. Ok. Thì video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.